Chào mừng quý bà con quay trở lại với bản tin phân bón. Ngày hôm nay Trung quay trở lại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh ngay tại ruộng lúa của anh Thừa để xem lần phân trước anh có sử dụng chất hạt giúp hạt no tròn, chín chắc tới cậy, đồng thời giúp cây cứng chống đổ ngã. Anh có kết hợp sử dụng thuốc bệnh Mekongvin và xịt khuẩn nhằm ngăn chặn nấm bệnh gây hại trên lúa, giúp cây phát triển tốt đồng thời tiết kiệm chi phí tối ưu. Ngày hôm nay Trung kính mời quý bà con đồng hành cùng công ty Gia Nguyễn Hữu đến xem ruộng lúa của anh Thừa lần phun trước kết quả như thế nào nhé. Xin mời. Đối với ruộng lúa không sử dụng sản phẩm công ty Gia Nguyễn Hữu, hạt lúa bị lép vàng, vào hạt chưa tốt, nhiều lá bị vàng ảnh hưởng quá trình quang hợp tạo tinh bột cho lúa. Ruộng lúa sử dụng sản phẩm công ty Gia Nguyễn Hữu, hạt lúa to, bóng mẩy, vào gạo tốt hơn, bộ lá đồng xanh, dày và đứng lá hơn. Từ đó tạo tiền đề giúp lúa tăng khả năng chống chịu trước sâu bệnh và điều kiện thời tiết bất lợi. Dạ em chào anh ạ. Hôm nay thì cái ruộng lúa của mình được bao nhiêu ngày hả anh? Ruộng mình được 86 ngày kìa. Dạ. Hôm trước á mình có sử dụng cái phân bón chất hạt đó anh. Anh kết hợp cùng với lại Mekongvin và xịt khuẩn á thì hiệu quả thuốc nó như thế nào hả anh? Trước thì anh có xài chất hạt. Thì anh thấy cái lúa nó vô gạo nhanh hơn thì cái hạt nó to hơn. Anh cũng có kết hợp là Mekongvin và xịt khuẩn, nhìn thấy cái lúa mình á, cái lá đồng nó xanh nó cứng, cái dịch bệnh nó không xuất hiện lại. Thì trong cái thời mùa bão này cái lúa nó dễ sập lắm, mà anh thấy cái lúa anh nó không bị sập, cây nó cứng thì cái lá nó xanh im lắm. Trong cái thành phần của phân bón chất hạt của bên em á anh thì có cái nhiều cái nguyên tố trung vi lượng, đồng thời thì có canxi bo và kali nữa, nó sẽ giúp cho cái lúa của mình á chắc hạt, mà hạt nó lại no tròn, nó chín chắc tới cậy nữa. Cây của mình nó cũng cứng cây và nó chống đổ ngã nữa đó anh. Thì không biết là ở lần này là anh phun thêm thuốc như thế nào ha? Cái này thì anh tiếp tục xài chắc hạt tiếp. Để cho cây lúa mình nó vô gạo nhanh hơn và cái hạt nó to hơn, cũng như chín chắc tới cậy. Rồi anh cộng thêm Mekongvin, Camisin để giúp cây lá đồng nó cứng hơn vậy. Cái người có bệnh đau ôm, người mắc nấm rồi. Lần này anh có thể nhắc lại cái liều lượng pha để cho bà con có thể nhớ không anh? Cái liều lượng pha thì mỗi thứ anh pha là 50cc, các bạn 25 lít nước. Một công là anh sẽ pha một công á, anh sẽ xịt là một bình. Vậy bây giờ anh pha thuốc thì em và bà con sẽ theo chân anh nha. Xin mời quý bà con theo chân Trung và công ty Gia Nguyễn Hữu xem anh Thừa pha thuốc và phun như thế nào nha. Khi lúa vào giai đoạn không trái me, bộ lá đồng dễ bị suy thoái, dẫn đến ngừng trễ trong quá trình vào gạo và ảnh hưởng đến năng suất lúa. Vì vậy, cần cung cấp thêm phân bón chắc hạt, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây, dưỡng xanh bộ lá, giúp hạt chắc tới cậy, no tròn, nặng ký, hạn chế lem lép, cũng như kết hợp sử dụng thuốc bệnh Mekongvin và Camisin để phòng trừ nấm bệnh và vi khuẩn gây hại, giúp cây phát triển tốt cũng như tiết kiệm chi phí tối ưu. Với những lưu ý vừa rồi cũng đã khép lại bản tin phân bón. Quý bà con có nhu cầu tư vấn sản phẩm xin vui lòng liên hệ số hotline 076 636 2468. Xin chào và hẹn gặp lại ở số tiếp theo.